Rồi, chào anh em nha. Sáng nay lên tiếp cho anh em một bộ bình xăng con rim lùng béo 99 100, hàng zin tháo xe cực đẹp anh em, full đủ luôn nha, còn đầy đủ tất cả chi tiết đúng cái bình rim lùng béo 100 nha anh em. Bộ e bình xăng con bo xăng xá xị bắp chặn đầy đủ nha, tình trạng là bình này cực đẹp, da xanh 7 màu láng đẹp nha, không lỗi lầm, bao xài bao găng ti. Bình này đang hàng rớt trên xe, đang chạy nổ bình thường nha anh em. Đó, full bộ bình xăng con rim lùng béo 99 này mình bán cho anh em với giá là 1.4 triệu nha anh em. Hôm nào anh em hỏi cái bình này thì alo em nha, 0933996332 ha. Bình này chạy cực kỳ nhẹ và tiết kiệm xăng nha, đẹp chuẩn không lỗi lầm, 1.4 triệu cho bình này. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha, 0933996332. Bình xăng con rim lùng 99, giá 1.4 triệu cho full bộ này nha anh em.